bãi đỗ xe phi thuế quan chờ xuất tại cửa khẩu Tân Thanh những ngày cuối tháng 11. Trong 2 tháng qua, chưa khi nào bãi này có dưới 2.000 xe công. Ông Kiệt chở hàng mít từ Tiền Giang ra ăn ngủ tại xe từ hơn một tuần nay nhưng vẫn chưa thể xuất đi được. Tần rồi đó, nếu bữa nay qua được là tần đó. Bây giờ đi tới đây đi qua được cũng mừng, mà qua đó rồi xuống hàng cũng hồi hộp, không biết giờ đem xe về. Lên đây thì lại tắc đường do với bên Trung Quốc rồi bên Việt Nam hàng họ nó nhiều. Nó ăn chờ nằm đợi chỗ này rất lâu mới xuất được hàng sang Trung Quốc. Một chuyến hàng bọn em nếu mà phải xếp lốt từ ở dưới thành phố Lạng Sơn lên đây thì có thể mất tầm độ 4 đến 5 hôm thì bọn em mới lên được tới đây. Theo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân ùn tắc đầu tiên do phía Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản nhưng các địa phương vẫn đổ về nên chưa thể xuất đi. Thứ hai do tỷ lệ tiêm vaccine của lái xe đường dài còn thấp, chủ yếu là tiêm một mũi nên vẫn có ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn dịch, từ ngày 26 tháng 9, tất cả các lái xe Việt Nam đều phải bàn giao xe cho lái xe nước bạn, trong khi lượng lái xe chuyên trách phía Trung Quốc bị thiếu hụt, nên đây cũng là nguyên nhân chính khiến việc ùn tắc kéo dài. Mình thì là do Trung Quốc không thả bỏ và cho nên mình không dám đánh sang nữa. Sang lắm rồi nó không thả và thì nó rất phức tạp anh ạ. Thì ùn ắc anh em lái xe nằm hết nơi trên này thì nó quá đông, quá chật. Theo thống kê vào những ngày giữa tháng 12, tại 3 cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma có những lúc tồn hơn 5.000 xe hàng, chủ yếu là các loại mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu, xoài, mít, chôm chôm của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một ngày mới đến, nhưng đoàn xe vẫn vậy, dài dằng dặc và bất động. Hình ảnh quen thuộc tại các cửa khẩu của Lạng Sơn những ngày cuối năm 2021. Thời điểm ấy, chỉ còn duy nhất cửa khẩu Hữu Nghị được thông quan, nhưng số lượng chẳng được bao nhiêu. Nói không sai, khi xe thực sự là nhà, anh Kiệt cũng như bao tài xế chỉ quanh quẩn trong xe vì sợ dịch bệnh. Lòng như lửa đốt vì chẳng biết bao giờ mới trả hết hàng. Đi trong kia hết bắt hết 2 ngày đường ra ngoài bãi, ở trên bãi hết 8 ngày. Bây giờ tiền bãi tiền đồ đắt lắm. Chắc bây giờ thì tới đâu hay tới đó thôi chứ bây giờ thì cũng không dám nghĩ đâu. Bây giờ được hay là tới giờ hàng càng ngày nó càng ế. Cho nên bây giờ bán hàng nó rất là chậm. Bây giờ hàng ở đây nó về đây ế nên hàng mà trong Nam mà nhập ra Hà Nội cũng không bán được nữa. Bãi trung chuyển dã chiến này được tỉnh Lạng Sơn dựng tạm vì lượng xe đã quá tải. Hơn 1.000 xe đổ dồn về đây, chờ cơ hội lên cửa khẩu. Chỉ có một số ít may mắn được lên cửa khẩu, số còn lại vẫn phải chờ. Đời tài xế vốn quen cảnh xa nhà, tự túc chuyện ăn uống, nhưng chưa bao giờ họ mệt mỏi đến vậy. Những bữa ăn tạm bợ ngày qua ngày đủ nói lên cảnh sống trong chờ đợi của cánh tài xế. Chuỗi ngày xa nhà vẫn chưa dừng lại. Năm nay là 54 tuổi. Anh hành nghề lái xe. Hành nghề lái xe năm nay là 34 năm. Chúng tôi là lái xe từ miền Nam ra đây, bị tắc đường nhiều ngày. Những chiếc xe đậu 14, 15 ngày, đến 17, 18 ngày, 20 ngày. Cuộc sống lái xe điều kiện hơi khó khăn. Nhiều thương lái đã phó mặc số phận bỏ lại xe hàng. Tài xế cũng phải tự tìm cách quay đầu, bán hàng gỡ gạc tiền xăng dầu. Tấm biển giải cứu thanh long anh Hoàng vừa in xong, mong thu về chút tiền xe. Thanh long thì chờ cần giải cứu, còn tài xế như anh Hoàng cũng đang cần người giúp đỡ. Chưa năm nào như năm nay. Năm nay là vất vả nhất. Mấy năm trước chưa Covid thì một tháng chạy được 2 chuyến, 3 chuyến. Còn khi Covid tới giờ thì một tháng chạy được 1 chuyến hàng à. Mà bây giờ khẩu nó đóng kiểu này anh em lái xe vất vả lắm. Giờ mong giờ nhất là trả được xong xe hàng về nhà với vợ con Tết thôi. Tuần qua Lạng Sơn vẫn chỉ có 3 cửa khẩu thông quan gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Thế nhưng với số lượng còn rất hạn chế, trên 1.000 xe hoa quả xuất khẩu vẫn còn nằm chờ. Đón năm mới 2022 nơi biên giới với cánh lái xe chẳng vui vẻ gì. Nhưng rất có thể nhiều người còn phải đón cả Tết âm ở đây. Lại một đêm dài và lạnh lẽo với những lái xe container. Tết với họ vẫn còn xa vời lắm. Doanh nghiệp này tạm thời ngừng thu mua hai loại trái cây gồm mít và sầu riêng bởi 5 container hàng còn đang kẹt tại cửa khẩu, không biết đến bao giờ mới được thông quan. Không tấp nập lên xuống hàng, vài công nhân chỉ còn cách sơ chế mít cầm chừng như thế này. Tình hình không mua giờ đang ngưng luôn chứ giờ mua đi đâu vậy? Nếu mà sầu riêng bây giờ một công mà lỗ lã thì giờ mà đi đổ thì nó nằm tầm khoảng 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi. Đó là công trái tươi á. Còn nếu mít thì nằm tầm khoảng cỡ từ 200 mấy đến 300 triệu.
lưu thông hàng nông sản ách tắc, doanh nghiệp bắt buộc phải giảm lượng thu mua. Các loại rau quả như thanh long, mít, dưa hấu, sầu riêng bắt đầu giảm giá từ 20 đến 30% và khó tiêu thụ. Trong khi khả năng chế biến, lưu trữ nông sản ở các địa phương hiện nay vẫn còn yếu. Công ty doanh nghiệp mà hiện nay chúng ta có mua bán xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì chúng ta cần phải cập nhật cái tình hình của các cái cửa khẩu để chúng ta có thể điều chỉnh về cái kế hoạch gia công đóng gói, thu hoạch hay hoặc là vận chuyển. Gần một tuần nay, công ty chuyên xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc này đã ngưng thu mua của nông dân. Bên cạnh việc gần chục container tồn ở cửa khẩu, gần 20 công nhân phải ngưng việc, không lương, thì người trồng thanh long sẽ phải đối mặt với việc bán đổ bỏ tháo gần chục tấn thanh long đang vào mùa thu hoạch. Trong cái thời gian mà cửa khẩu mà ngưng tới giờ, thì riêng cái doanh nghiệp của công ty Thành Đạt tôi thì nó cũng thiệt hại đến cũng khoảng từ 12 xe container 140 tấn. Thì cái thiệt hại này thì nó cũng thiệt hại cũng tầm từ 7 tới 8 tỷ. Thì bây giờ là hiện tại là cái khó khăn của doanh nghiệp thì bây giờ cũng chưa có cái nguồn nào để mà phát lương cho công nhân trong hiện tại đây. Nhờ các cấp chính quyền, nhờ chính phủ và sẽ kết nối lại cái phía Trung Quốc để mở cửa lại thị trường. Trước mắt, các doanh nghiệp thanh long tỉnh Bình Thuận sẽ tìm đến giải pháp chuyển hướng sang xuất khẩu qua đường biển, cùng với tìm thị trường mới như châu Âu và Mỹ, đầu tư sang chế biến sau thu hoạch như thanh long sấy và những sản phẩm khác. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sẽ mất nhiều vốn, nhiều thời gian cũng như sức chịu đựng của doanh nghiệp. Tính đến ngày 12 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chỉ còn hơn 1.500 xe hàng xuất khẩu chờ thông thương. Có nghĩa lượng xe tồn đã giảm 2/3 so với những ngày đầu tháng 1 năm 2022. Trong thời điểm gian nan nhất bởi những ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, toàn bộ các cửa khẩu khu vực biên giới phía Bắc tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc đều phải tạm dừng thông quan, thì Lạng Sơn vẫn là tỉnh duy nhất đảm bảo thông quan bình thường tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Điều này đã thể hiện rõ trách nhiệm của một tỉnh biên giới trong việc ổn định hoạt động thông thương, tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của cả nước sang thị trường nước bạn. Để chia sẻ các cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu cũng như là lái xe chủ hàng trong cái thời gian ùn ứ hàng hóa ở tỉnh Lạng Sơn, thì lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cũng đã chỉ đạo là một là ban hành quyết định để giảm cái mức thu phí cái công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như các cái tiện ích công cộng ở trong khu vực cửa khẩu. Cùng với đó thì Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp bến bãi là thực hiện giảm các cái mức thu phí bến bãi. Không chỉ triển khai hàng loạt những chính sách cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn còn chỉ đạo các doanh nghiệp bến bãi đứng chân trên địa bàn giảm giá các dịch vụ đỗ, tổ chức huy động hỗ trợ các lái xe, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu đang dừng đỗ trên địa bàn để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu nhất. Giảm 3 ngày tiền vé đưa lên thì nói chung là anh em ở đây cũng như là tất cả các chủ xe đều là doanh nghiệp rất là mong muốn vậy và cũng cảm ơn các ban ngành chức năng. Trong khi phía Trung Quốc vẫn kiên định áp dụng chính sách Zero Covid thì việc đảm bảo giữ vững vùng xanh khu vực cửa khẩu đã được tỉnh Lạng Sơn xác định là chìa khóa để ổn định việc thông quan. Trong cái tình hình mà phía đối diện của phía Trung Quốc đang thắt chặt cái công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu, thì phía bên cửa khẩu của Việt Nam thì chúng tôi đã khuyến cáo các doanh nghiệp ra vào cửa khẩu chấp hành quy định 5K, phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu để phòng chống dịch. Hôm nay nói chung là trả xe được qua Trung Quốc rất là nhiều mừng, tại vì anh em ở đây rất là lâu rồi. Gần 3.200 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong năm 2021 đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, đã cho thấy Lạng Sơn, một tỉnh tuyến đầu, đã và đang hết sức chủ động, sáng tạo với một tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, tất cả nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Giữa lúc nhiều loại nông sản đồng bằng sông Cửu Long khó tiêu thụ, anh Khoa vẫn bán được toàn bộ sản lượng sầu riêng vườn nhà. Giá dù có giảm so với năm trước, thế nhưng nhờ có liên kết với doanh nghiệp ngay từ đầu nên nỗi lo có phần nhẹ nhàng hơn.
Nói chung là cũng năm nay ngay dịch ngày cửa này không có lời, nhưng mà cũng đủ để trang trải trong gia đình thôi. Chứ những ngày mùa dịch này thì ai cũng như nhau hết. Hơn 2 tấn sầu riêng này sẽ được mang về Bến Tre để sơ chế, chế biến và xuất khẩu sang Mỹ. Thay vì chỉ tập trung vào các cửa khẩu lẫn đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, các doanh nghiệp cho rằng dù thị trường tỷ dân mở ra rất nhiều cơ hội cho nông sản Việt, trong đó có trái cây đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tiệm chung đây vẫn là thị trường khó tính. Ký hợp đồng chính xác để chúng ta đưa hàng hóa cho nó kịp thời gian. Còn những cái mặt hàng mà chúng ta cứ đưa đi ra ngoài thị trường bán tiểu ngạch rồi bán theo chiều chợ thì tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện ùn tắc như thế. Muốn đi chính ngạch, doanh nghiệp Việt cần thực hiện nghiêm các quy định về truy xuất nguồn gốc từ mã số vùng trồng đến mã số cơ sở đóng gói, nhất là các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi đây lại là khâu còn nhiều vướng mắc nhất, hiện đã có 9 loại trái cây của nước ta được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tiềm năng này, gồm vải thiều, nhãn, dưa hấu, thanh long, chôm chôm, chuối, mít, xoài và măng cụt. Trái cây thì chúng ta không thể để lâu được bằng tươi, chúng ta phải tăng cường cái sự chế biến để chúng ta làm đa dạng sản phẩm để cho cái nguồn nguyên liệu chúng ta không bị ùn tắc. Tìm cách như là đi bằng đường thủy hay là đi bằng đường sắt thì bà con nông dân rất là yên tâm hơn. Chứ để hiện nay thì nghe nói bà con nông dân cũng rất là hoang mang và cũng rất là lo lắng. Với những nông dân như ông Bá, ngoài chuyện áp dụng các tiêu chuẩn nhằm sản xuất an toàn, ông còn tìm đến cách giải vụ để tránh tình trạng đụng hàng, dội chợ. Cùng với đó là tìm kiếm thêm doanh nghiệp bao tiêu đầu ra hoặc hướng sản phẩm vào thị trường nội địa thông qua các kênh phân phối. Đây được xem là cách để đồng bằng sông Cửu Long tính chuyện dài hơi hơn cho một trong các mặt hàng nông sản lợi thế. Xe chở xoài của Đồng Tháp sau 20 ngày nằm trên cửa khẩu mà không có kết quả đã quay đầu và có mặt tại nhà máy chế biến ở Ninh Bình. Doanh nghiệp chế biến đã tiến hành kiểm tra dư lượng, màu sắc và độ ngọt. Qua kiểm tra thì những container nằm chờ trên dưới 20 ngày vẫn đảm bảo chất lượng để chế biến. Đây là cơ sở để mỗi ngày số xe về nhà máy tăng dần. Giải pháp này là giúp cho bà con nhiều chứ. Và công ty giải cứu là bọn em đỡ được phần nào. Không phải nằm trên cửa khẩu, không biết bao giờ mới mở biên. Theo những hợp đồng mà tổng giám đốc công ty đã ký từ năm 2021 đối với các bạn hàng của châu Âu ấy, thì hiện tại thì cái lượng mà xoài ấy mà đưa về đây hàng ngày là lên khoảng hơn hàng trăm tấn, nhưng mà đối với công suất của nhà máy và với các cái đơn hàng đấy thì chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được, có thể là như thế và hơn thế nữa cũng không vấn đề gì. Theo doanh nghiệp, xoài từ cửa khẩu sẽ được chế biến thành hai sản phẩm là xoài đông lạnh cắt miếng và xoài để xuất khẩu vào Nhật Bản và châu Âu. Hướng đi này cũng đang đặt ra với sản phẩm thanh long khi hiện còn 300.000 tấn cần tiêu thụ. Trong điều kiện thời gian bảo quản ngắn để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhiều, doanh nghiệp, nhà khoa học đã nghiên cứu đưa thanh long vào làm rượu, sấy dẻo, bánh mì, bún và mới đây nhất là mì tôm. Chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy, không phải là phụ thuộc quá lớn vào một thị trường mà là phải đa dạng thị trường, đáp ứng được. Chuẩn bị một cái diễn đàn kết nối với các tham tán ở châu Âu để mà chúng ta sẽ thúc đẩy nông sản. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng đã lên danh sách 237 doanh nghiệp cơ sở chế biến rau quả tại 22 tỉnh và đề nghị các tỉnh cần tăng cường phối hợp, kết nối thông tin gắn với các vùng rau quả trọng điểm. Đây là cơ sở để thúc đẩy nhanh việc thu hút các doanh nghiệp, hiệp hội, nghiên cứu đầu tư xây dựng các cụm liên kết logistics, nông sản để sơ chế, chế biến, hệ thống kho lạnh bảo quản nhằm phân loại, đảm bảo chất lượng nông sản để chủ động hơn trong quá trình tiêu thụ và xuất khẩu.